Xin chào quý vị đã trở lại với chương trình Sức khỏe và tiền. Ngay sau đây sẽ là chuyên mục Sống vui sống khỏe. Không chỉ giúp chúng ta chủ động trong việc ăn uống phù hợp với khẩu vị của bản thân mà biết nấu ăn ngon còn giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe của mọi người trong gia đình. Trong chuyên mục Sống vui sống khỏe kỳ này, xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu những lợi ích của việc biết nấu ăn đối với cuộc sống của chúng ta. Từ trước đến nay, việc nấu nướng tưởng chừng như chỉ là một công việc bình thường đối với các bà nội trợ. Nhưng trong thời điểm mà vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm như hiện nay, thì việc có thể tự nấu ăn lại được xem như một lợi thế. Trao đổi với cô Hiền Minh, hiện đang là giáo viên hướng dẫn tại Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi được biết, không chỉ được hướng dẫn cách nấu ăn, mà các học viên khi đến lớp sẽ còn được phổ biến những kiến thức trong việc kết hợp thực phẩm. Thì ở đây những chị đến trung tâm để học thì sẽ học được là những cái cách phối trộn nguyên liệu và nêm nếm gia vị như thế nào là đúng và như thế nào là khoa học. Chính vì lẽ đó mà nhiều người đã tìm đến các lớp học nấu ăn để có thể yên tâm về thức ăn mà mình sử dụng. Đến tham quan một giờ học nấu ăn tại Hội Đầu bếp Thành phố Hồ Chí Minh, nơi thường mở các lớp nấu ăn từ căn bản đến nâng cao cho những ai có nhu cầu, chúng tôi bắt gặp hình ảnh mọi người đang tự tay chuẩn bị những nguyên liệu cho buổi học của mình. Kính thưa quý vị, thay vì phải lo lắng về chất lượng thức ăn bên ngoài thì ngày nay nhiều người đã lựa chọn nấu ăn tại nhà để từ đó có thể chủ động trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn cho bản thân và gia đình. Sau đây là một số ghi nhận của chúng tôi về sự lựa chọn đó. Theo chị Ngọc Ánh, một học viên tại trung tâm, đi học nấu ăn giúp chị biết thêm nhiều mẹo vặt trong nấu nướng để từ đó chị có thể nấu được bữa ăn ngon hơn cho gia đình mình. Bây giờ khi mà mình đi học nấu ăn thì mình sẽ biết được những cái mẹo làm như thế nào cho cái dinh dưỡng còn giữ lại. Thí dụ rau mình phải nấu với cái thời gian bao lâu thì cái vitamin nó còn ở trong đó. Còn thí dụ mình không biết thì mình cũng nấu được một bữa ăn nhưng mà nó đi hết cái chất rồi, mình không có còn cái dinh dưỡng nữa cho gia đình. Theo báo cáo của Cục An toàn Thực phẩm, trong năm 2014, tính đến ngày 15 tháng 12, cả nước có hơn 5.000 người bị ngộ độc thực phẩm, hơn 4.000 người nhập viện và 43 trường hợp tử vong. Theo cô Hiền Minh, tự nấu ăn sẽ giúp giảm thiểu những rủi ro liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Về cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì cái nguy cơ để gây nhiễm thì nó cũng khá cao, nên là an toàn nhất thì mọi người tự đi học và tự nấu những món ăn y như ở nhà hàng. Theo chị Thanh Thủy, là một người dị ứng với bột ngọt, tự nấu ăn giúp chị chủ động hơn trong việc nêm nếm sao cho hợp khẩu vị của bản thân. Khi mà đi ăn nhà hàng á, là tôi cảm thấy là nhà hàng nó nêm rất nhiều bột ngọt. Sau khi ăn thì tôi thì là cái người bị dị ứng với bột ngọt thì hầu như là tôi sẽ bị tê cái hầu của tôi và tôi nổi da gà hết lên. Sau đó tôi đã tìm tới hội và tôi đã được học nêm nếm như thế nào là hợp lý. Tôi cảm thấy là tôi rất thích khi tôi được học nấu ăn. Trong khi đó, đối với chị Thảo Ly, cũng là một học viên đã gắn bó với trung tâm được hơn 3 năm. Chị cho rằng đi học nấu ăn là cách giúp chị gìn giữ gia đình và chăm con tốt hơn. Ở đây ngoài ra được học những cái, không phải chỉ học những món ăn không mà học được những cái dinh dưỡng về giá trị của cuộc sống để tôi có những cái kiến thức về nuôi con tốt hơn. Lớp nấu ăn kết thúc vào lúc mặt trời gần đứng bóng, ai cũng thấm mệt vì nấu nướng cả buổi sáng, nhưng những học viên tại đây lại cho biết rằng ai cũng vui vì cứ sau một buổi học là họ lại có thêm những bí quyết để nấu ăn ngon và giữ lửa trong gia đình. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sống vui sống khỏe. Xin mời quý vị hãy cùng đến với phần hỏi và đáp sức khỏe. Quý vị đang đến với chuyên mục Hỏi và đáp sức khỏe. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần tư vấn của bác sĩ Nguyễn Công Kiểm, trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện An Bình Thành phố Hồ Chí Minh về những thắc mắc của khán giả liên quan đến các bệnh lý liên quan đến hệ tiêu hóa. Tôi 35 tuổi, từ trước đến giờ sau khi ăn cơm hoặc uống Coca-Cola hay bị ở hơi kêu rất to, không đau bụng, mọi cái vẫn bình thường. Xin hỏi có phải bị bệnh trào ngược hay không? Và cần điều trị gì hay không? Thì thường khi mình ăn, mình có thể mình sẽ nuốt vào một cái lượng không khí vào trong dạ dày của mình. Nhất là bạn hay uống Coca-Cola, trong đó nó có cái chất tạo ra khí carbonic. Nó sẽ làm cho cái trong dạ dày mình nó có nhiều hơi. Và hơi đó nó sẽ trào ngược lên, nó đi ra khỏi dạ dày qua thực quản để đi ra ngoài. Đó là hiện tượng ợ hơi bình thường thôi, chứ không phải là bệnh trào ngược dạ dày thực quản đâu. Thường nếu mà trào ngược dạ dày thực quản đó, là bạn sẽ ợ lên nó chua, tức là cái axit ở dạ dày nó đi lên trên miệng mình, nó chua. Hoặc là ợ lên nó sẽ nóng rát ở trước ngực của mình sau cái xương ức này.
đó là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Còn của bạn thì tôi nghĩ đó là do mình nuốt hơi nhiều quá. Nhưng mà nếu bạn cảm thấy bình thường, cơ thể vẫn khỏe bình thường thì tôi nghĩ không sao đâu. Bạn có thể điều chỉnh lại một chút, kiểm tra xem mình ăn thức ăn á, có thể trong thức ăn mình có một cái số chất có thể nó tạo ra hơi nhiều. Lưu ý khi nào hơi nhiều mà mình để ý cái thức ăn nào đó mình ăn có thể nó sẽ tạo ra hơi nhiều. Nhưng mà nếu mà chỉ hơi không thì cũng không sao đâu. Tôi 45 tuổi hay bị ho khan, tăng hắng hoài, đã đi khám bác sĩ chẩn đoán viêm họng do trào ngược. Bác sĩ cho uống thuốc Omeprazole ngày 2 viên và Domperidone ngày 3 viên. Tôi đã uống thuốc được một tuần, thấy đỡ rất nhiều. Xin hỏi viêm họng do trào ngược là sao? Thời gian điều trị là bao lâu và có cần làm gì thêm nữa hay không? Vâng, xin chào bạn. Mà bạn bị ho như vậy, bác sĩ đã chẩn đoán là viêm họng do trào ngược và bạn uống thuốc một tuần thấy nó đỡ, như vậy là chẩn đoán của bác sĩ là đúng. Khi mình bị trào ngược đó thì thức ăn ở dưới hoặc là chất axit ở dưới dạ dày nó trào lên thực quản và nhiều khi nó trào lên tận họng của mình, nó làm cho mình bị viêm họng. Có những người bị khàn tiếng rồi ho có thể là do trào ngược, thì bác sĩ cho những cái thuốc đó là rất là tốt để nó làm giảm axit trong dạ dày của bạn và nó tăng co bóp dạ dày để cho cái thức ăn nó không có bị ứ đọng vào dạ dày, nó giảm cái hiện tượng trào ngược. Và cái thời gian điều trị của cái trào ngược này đó thì nó phải kéo dài nhiều tháng đó, và bạn nên điều chỉnh lại cái chế độ ăn của mình. Thí dụ buổi tối đó, cái bữa ăn tối đừng nên ăn trễ quá, trước khi cái bữa ăn cuối cùng buổi tối là phải cách lúc đi ngủ khoảng 4-5 tiếng để cho dạ dày của nó được tiêu hóa thức ăn hết đi. Thì khi mình nằm ngủ, mình nằm xuống thì nó đỡ trào ngược hơn. Và khi bạn nằm thì đừng nên nằm nghiêng bên phải, đừng nằm nghiêng bên phải, nó sẽ đỡ bị trào ngược hơn. Và cái chế độ ăn của mình á, đừng ăn những cái chất béo nhiều quá, sô-cô-la, rượu, bia, thuốc lá, cà phê, những cái chất đó có thể nó gây trào ngược cho bạn. Thưa bác sĩ, tôi 40 tuổi, thỉnh thoảng bị ợ chua một lần, như vậy có phải là bệnh trào ngược hay không? Nghe nói bệnh trào ngược để lâu sẽ bị ung thư thực quản phải không? Như vậy tôi có phải đi nội soi để chẩn đoán bệnh hay không? Bạn thỉnh thoảng có ợ chua lên thì nó cũng thỉnh thoảng mình ợ chua một chút thì cũng không sao. Nhưng nếu cái ợ chua nhiều quá, ợ lên mà chua nhiều quá thì có thể là bạn bị trào ngược dạ dày thực quản. Thì bạn để chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản á, thì cũng không cần thiết phải đi nội soi. Trước tiên thì theo tôi đó, bạn phải nên điều chỉnh chế độ ăn lại, hạn chế những chiếc ăn ví dụ như là sô-cô-la này, những cái kẹo mà the đó có peppermint đó, hoặc là rượu bia, hoặc là cà phê, thuốc lá, những cái đó nên điều chỉnh lại, bởi vì những cái chất đó nó có thể dễ gây trào ngược cho mình. Rồi bạn có thể mua một số thuốc bạn uống ở ngoài tiệm thuốc Tây, có một số thuốc có thể làm giảm bớt trào ngược. Còn nếu mà nó không bớt nữa thì bạn nên đi khám bác sĩ. Thực sự không cần phải nội soi để chẩn đoán trào ngược đâu. Đó, bác sĩ có thể hỏi bệnh, khám bệnh cho bạn, có thể chẩn đoán được và cho phương pháp điều trị. Và nếu bạn cần nội soi cho bạn á, thì bạn cũng yên tâm. Nội soi bạn bác sĩ có thể gây mê cho bạn. Bạn nằm ngủ khoảng 5 phút, 10 đến 10 phút là có thể soi xong. Và sau khi soi xong thì bạn bình thường, không cảm thấy gì cả, không có nhớ gì cả. Nên rất là yên tâm. Nếu mà nội soi bạn yêu cầu cho nội soi gây mê thì rất là dễ dàng, không có gì phải sợ cả. Để làm món đùi gà roti, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: thịt gà, nước tương, mật ong, hắc xì dầu và một ít gia vị. Để bắt tay vào làm món đùi gà roti, chúng ta khứa trên đùi gà từ 3 đến 4 đường dao để gà được thấm gia vị và nhanh chín vào trong. Kế đến, chúng ta ướp gà với ít muối và nước tương trong vòng 20 phút. Cho một ít dầu hào vào chảo và chiên gà cho chín. Hai mặt thịt đều có màu vàng nâu. Pha 2 muỗng canh hắc xì dầu và 1 muỗng mật ong cho vào chén, đánh tan đều. Bước tiếp theo, chúng ta rưới từng thìa nước sốt lên mặt thịt gà, nên rưới lên mặt có lớp da. Sau đó, chúng ta hãy để lửa nhỏ, rim gà trong khoảng từ 2 đến 4 phút. Khi thấy nước sốt kẹo lại, da gà săn, thịt gà thấm nước sốt có màu nâu thì tắt bếp. Dọn gà ra đĩa và rưới nước sốt lên trên. Chúc quý vị thành công với món ăn này. Phần hướng dẫn thực hiện món ăn hấp dẫn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe và tiền tuần này.
Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi tại www.fbnc.vn. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.